Ruồi lính đen, RLD, bạn đồng hành của nhà nông thông thái. Trong những năm gần đây, khi vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng trở nên bức xúc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông sản sạch, không thuốc trừ sâu, không dư lượng thuốc kháng sinh và hóa chất gây hại. Từ đó, mô hình nuôi trồng hữu cơ đang được các nhà nông thông thái áp dụng cho trang trại của mình để tăng sản lượng và doanh thu. Trong đó, mô hình nuôi trồng với ruồi lính đen là một lựa chọn được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Trong chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi bằng ruồi lính đen là nguồn thức ăn sạch. Ấu trùng ruồi lính đen không chỉ là nguồn thức ăn dinh dưỡng mà còn là nguồn dinh dưỡng sạch, hoàn toàn hữu cơ. Quá trình chăn nuôi của bạn hoàn toàn là tự nhiên, không hề có sự can thiệp của bất kỳ hóa chất gây hại nào cho người sử dụng. Cho nên sản phẩm của bạn cung cấp cho thị trường là sản phẩm hoàn toàn từ hữu cơ, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn với vật nuôi và sức khỏe con người, nên sẽ dễ dàng tiêu thụ ra thị trường với giá trị cao, đồng thời an toàn cho sức khỏe người dùng. Đây chính là tiêu chí hàng đầu mà người tiêu dùng đang cần và quan tâm. Thức ăn chăn nuôi bằng ruồi lính đen hiện đang là mô hình đáng được nhân rộng và phổ biến, bởi môi trường sạch, sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng, bảo đảm sức khỏe người dùng hiện luôn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu của xã hội hiện nay. Trong trồng trọt, nhà nông có thể nuôi ruồi lính đen bằng phân thải của lợn hay các loại gia súc gia cầm, và phân sau khi được ruồi lính đen xử lý trở thành phân hữu cơ sạch. Phân ấu trùng ruồi lính đen trông như bã cà phê, màu đen hoặc nâu đậm và nhuyễn, được xem như là một loại phân hữu cơ chất lượng, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi khuẩn, có thể dùng để bón bổ sung cho cây trồng hoặc cải tạo đất bạc màu. Ruồi lính đen thực sự là một lựa chọn cho nhà nông thông thái với kết quả vô cùng khả quan về những sản phẩm nông nghiệp sạch và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho sức khỏe người tiêu dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.